Xin chào bà con nhé, em Tony Tiến xin chào quý anh chị bà con ạ. Sau chương trình em lại kiểm tra đàn ong cho các bác này. Đang để trên cái hành cây thì mà em cũng đi kiểm tra hơi mệt. Nuôi ong thì mình phải để. Vừa chặt miệng lại ra coi như bỏ đó. Bỏ cái ống ra để trên hết. Nắng, buổi đêm vẫn bất động bay ra luôn. Ồ, nhiều lắm, quân nhiều lắm. Bác nuôi hai ba ổ, một ổ này hơi cực, được hơi cực. Thôi từ từ. Không phải thì ta dưới cái vùng này để hàng lầy hoa này. Góc đó vẫn để ổ được nhé. Góc đó có vừa bác để chứ. Đấy nhà mình không? Có nhà mình thấy chứ. Nhà mình thấy để đây cái dọc bác để mấy ổ dọn ra để mấy ổ được. Mỗi lần nuôi hai ba ổ kiểm tra quay mặt nó khỏe hơn. Cứ để như này thì cũng được thôi mà mất công. Từ từ thì nói xóm đi nuôi. Cho nó vài cái he nó in á cho nó. Ấy đi. Bảo hộ vào đi. Bảo hộ. Nhiều không? Coi mật nước mật thế nào. Cũng nhiều này. Chưa. Cũng được mà chưa được về vít, chưa được vít. Bên này vít rồi, Bên này vít nhiều rồi. Mật khá nhiều, mặt bên đây quá khá nhiều này. Ui giời đẹp, ui giời khóa mà hơi giữ đây khóa đẹp luôn. Quay lại hết như là. Đấy. Khóa đẹp nó giữ đang giữ lắm. Mật nhiều, nó giữ lắm ấy, không phải vừa không? Được anh chưa ạ? Cầu này mặt trong nhìn thấy được này. Đây bà con đàn ong này nó hơi dữ nhá. Em phải đứng xa một chút ạ. Có. Em vừa đi ra một chút đàn ong này nó hơi dữ nhá bà con nhá. Nó như vậy thì anh cũng khai thác mật được. Khai thác được không? Có mủ chú anh vừa bẻ hay sao chưa bẻ chưa? À có một mủ rồi. Cầu kia anh làm có một mủ rồi. Em đứng đây ghê quá. Anh đang dữ đấy. Nó tấn công dữ nhá. Bà con thấy em đứng xa chút bà con thông cảm nhé. Vì đàn ông nó giữ như này này mà bà con thấy ạ. Cái cả ba cầu hay hai cầu? Hai cầu à? Bà con thông cảm nhé. Sau khi mà em đi ra một chút thì nó đuổi chạy nhiều quá. Anh đã giữ được hai cầu và trong nó có mủ rồi. Đây bà con có mủ bên đâu? Mủ đây. Đây một mủ chúa đấy. Nếu mà không kiểm tra là cái là người mới đã bị nhé. Đây mới xây ạ. Không được anh kiểu. Mặt cầu vàng này. Hả? Nguồn phấn hoa này lấy vàng ấy phải không? Mật ít. Nhìn vậy thôi thì mật ít, không được ít. Nhẹ. Đây một mủ đây nó mới bắt đầu mới bị nắp, cái này đang xây. Bà con này. Thì nguồn mật ở đây cũng rất khá là nhiều ạ. Được mới được 20 ngày. Đây như các bác thấy nha. Có con nói lấy ca rồi. Nó vàng nhá, đây lượng mật trên này. Đây là bác này mới mua khoảng tầm 20 ngày thôi. Và em đi tiện đi xử lý thì em làm luôn. Cái mật xong thì em sẽ xử lý bên này phần ong đực này. Đây. Phần ong đực. Cũng biết được rồi cũng được phải. Quy trình em quay mật luôn nhé. Chúng ta bằng thùng hai cầu ạ. Sau khi kiểm tra đàn ong dữ quá em phải bỏ chạy và anh sẽ cắt mật đấy. Chúa khá nhỉ, chúa đẹp nhỉ. Hả? Chúa đẻ này đẹp ấy, quá đẹp ấy chứ. Quá đẹp luôn. Mà cái nguồn phấn hoa nó vàng này. Đấy, thấy không? Ừ. Nó làm sắp vàng khè luôn. Một loại hoa đó, nó có một nguồn hoa riêng đặc biệt nó. Như là nhà có một ổ năm, vàng như nghỉ nữa. Ừ, được một ổ ấy thôi. Nói chung là quay cho bác đầu mùa này khả năng được một chai bảy là bác cũng hay được một ổ mà chai bảy mà mới được 20 ngày là cũng khá là thành công rồi. Mật nhà tự nuôi tự ăn nha bác nha. Đây là thành phố các bác ạ. Trung tâm thành phố Đồng Hới. Đây là gần khách sạn Rosa. Tay á, mật đầu tay trong người đầu mùa đâu. Mật đầu mùa nó đầu năm cơ. Tháng 3 giờ gọi đầu tay. Chắc cũng được. Chắc được 3 gọi là 2 cầu nữa được. Mà bây giờ từ đây mà ri là có đang có mật là coi ngon rồi không? Đang có mật. Vì hoa nhiều. Ăn được. Đi ăn cũng được nhưng từ ăn hoa nhiều lắm. Bữa tần nhu lấy thêm được ổ được lấy mật luôn luôn. Bác nuôi được 2 ổ bao giờ không phải như bác không cần nuôi nhiều 2 ổ á. Bác thích thì sao đấy bác ấy. Không có người coi cho ăn cho con. Xử lý là đấy. Gần em là em coi cho ăn thiếu chứ. Em bỏ rồi. Nếu không có nguồn hoa là nó ăn cái này bác này. Cái nó vít là nó ăn luôn. Mà lấy mật cái luôn. Lấy khó.
Đúng rồi, nó không được mấy, nó dính thùng hết rồi, tí nó dính thùng đổ rửa đi rồi. Quay thì quay nhiều luôn, giờ quay được hai cầu luôn mà. Đó, mày không quay, như cầu số 5 cầu nhẹ thôi. Quay đi một cầu đi, mình chỉ mẹ hết nha. Ê, đi. Mình bỏ ở đây được rồi, có sạch mà, cái đoạn này sạch chưa, đoạn cái gì mà, đen thì kia. Không, cứ nhẹ nhẹ nhẹ, nó bể cầu. Con ông đẹp thiệt. Đào cầu. Mà cần chảy đúng nha bà con nha. Có mật ăn, phải có mật ăn rồi. Cắt bỏ nó, phải năng được nha. Đó đó, góc đó, góc đó mà ít ông được cắt bỏ mất mù chúa đó, thì mù chúa hai mù chúa đó. Biết không? À đây này, nó phải nói cho bác. Đây này, mù lên này, bác đẻ mà nó già chút nữa thâm đầu nó tự tách, nó chia ra. Để nói biết, bên đây một mù này. Hai mù đúng rồi. Nhiều mù lắm. Đây mới mới xây hai mù thôi và bữa nay xây thêm mù. Không, mình quay đi cũng đỡ rồi. Thì bà con thấy thì sau khi mà em khai thác mật thì em cắt loại bỏ phần ông được và mũ chúa đi nhé. Đây, cái này mũ chúa mới xây đẹp. Tại thành phố Đồng Hới bà con nhé, nuôi xong rồi bà em sẽ tiếp tục lấy một thùng nữa. Nên lấy một cầu nữa, nó ong nó hơi dữ đi bà con, em đứng xa một chút ạ. Rất mong bà con thông cảm, nhìn nó bu đen mặt anh này. Đó, vào đây là anh bị dính. Để bà con nhìn thấy trước mặt của anh nha. Anh rũ luôn ạ. Rồi. À, điểm là thành phố Đồng Hới nuôi ong rất tốt nhé. Đây bên đây hội đồng nhân dân tỉnh này. Này có sông suối nước, cây cối rất nhiều đây bà con. Để có cái đó. Đó, cái đó đó. À, có cái đó. Đây dài một cái bên cao trên cái góc kia một cái kìa. Chỉ cho anh nhìn với cái nhỏ đó đó. Đây đây ha. Để nhiều luôn. Đây là bỏ. Nó để nói để anh biết thôi, quay xong mình cắt cũng được. Cắt cả ông được quay đi sau. Rồi cắt được. Ba cầu. Rồi cắt mặt nữa. Cắt. Ổ đi ba cầu luôn đó. Ba cầu. Ba cầu mà ổ nào cũng đẹp hết. Ổ nào cũng đẹp đẹp. Đẹp đẹp. Con này rất đẹp. Em đang quay xong rồi, em sẽ để đây quay tiếp cái thác mật này. Cái này quay để lại cho mình. Đây này, để một mặt bên đây cho nó. Mình quay này, em có ba cầu, em quay gọi là hai mặt, hai cầu dưới. Chắc cũng khoảng tầm được một khác nửa lít thôi. Nửa lít thôi. Đó. Cái ca đây, nhìn cái ca đây khoảng tầm. Có mật ăn. Đây là mật của bác tự làm ra. Từ tay bác không cho ăn không uống là bác tự nhìn hết mà bác đi mua bác bổ cho ăn. Đây nhà bác mật của bác luôn. Đó tự nhiên đấy. Đó. Mật mua thì sao mà tin được? Để lại một mặt còn ông được cắt đi. Cắt đi. Phân là phân ông rêu. Đó, ngâm rượu vô. Ngâm rượu. Thế ông đực thì không, bác hiểu ông đực nó không tác dụng gì hết á. Nó chỉ ăn mật mới đi theo gái thôi. Cực kỳ luôn. Còn miếng nữa, còn miếng. Cắt đi. Không, cắt một miếng nhỏ thôi. Cắt ông thợ thì tội. Ông đực thì nên phá. Ừ. Mình quay mặt nó đói mấy phần ông đực này là mình cắt đi rồi nó không hạn chế được cái chia tách đàn đi. Mật ong thành phố này ngon hơn mật ong rừng ấy, đừng nói. Tiếp tục sau khi bọn em khai thác mật xong thì ố, anh để lên trên à? Tiếp tục anh để đây, bọn em sẽ khai thác mật xong chúng ta để cái cầu của nó vào nhé, dữ lắm bà con thấy ạ. Nhưng một số bà con nói thấy thật sự thì nhìn ai nhìn cũng sợ, nếu mà bu nhầy thì ai mà không sợ. Nhìn cái mặt của anh này bà con thấy ạ.
nó bay khắp người luôn. Giờ để dưới hay là để trên? Hả? Để trên cho họ. Ừ, để trên thì để trên. Rồi, quy trình em quay mặt ong và kiểm tra cho đàn này cho bác, và đã cắt những loại bỏ mũ chúa để cho khỏi cái bác này mới mua 20 ngày mà đã có được mặt một chai gần 1 lít, một chai 70 nhé. Đó, anh đang. Rồi, cũng tránh video dài cuối video thì em Tony Tiến xin phép dừng đây nhé. Xin chào, hẹn lại bà con những video tiếp theo. Bà con xem thấy hay hữu ích thì nhớ tặng em một like và nhớ bấm đăng ký kênh và chia sẻ video này cho bà con khác mới nuôi ong để chúng ta biết khai thác mật, và chúng ta mua về mà được 20 ngày đã có hiệu quả rồi. Thì em xin phép dừng đây. Xin chào, hẹn lại bà con những video tiếp theo ạ.